rất là ok luôn mà. Tại cái ngã năm thì chúng ta sẽ tiện đi sân bay 3 phút, Phú Nhuận, Bình Thạnh đi rất là gần, không kẹt xe, hẻm trước nhà 2,5 m, an ninh thông, hẻm thông tiện kinh doanh mua bán nhỏ, và với cái diện tích sàn, mỗi sàn một trệt ba lầu cho nên tổng diện tích sử dụng của mình là 90 m². Nhà vuông vức cho nên tại ở tầng trệt 5x6 trên một cái diện tích sàn 30 m² thì chúng ta sẽ có cầu thang, phòng khách rộng, bếp và toilet ở dưới. Đây, phía bước vào cửa bên trái là phòng khách, bên phải là bếp và cuối cùng là toilet ở cuối. Đây, nhìn cái khuôn viên nó rất là rộng rãi, ok luôn quý vị. Nhà có hệ trần thạch cao, cao ráo và hệ thống đèn LED. Chỉ tiếc là tại chủ không ở cho nên hiện đang bị cắt điện. Dưới cầu thang còn có cái hệ thống kệ gỗ. Cầu thang lát đá hoa cương, tay vịn gỗ rồi. Cũng không có sửa gì hết. Nhà đúc thật cấp 3 bê tông cốt thép. Chắc chắn luôn. Nhà rất là cao ráo và trên dưới đều lát gạch men bóng kính loại khổ lớn. Tại tầng 2 lầu 1 thì chúng ta sẽ có hai phòng ngủ và một vệ sinh. Cái hay của cái nhà này là họ sẽ làm cái phòng ngủ bên trái và bên phải đều có cửa sổ. Sau đó thì chúng ta vào vệ sinh ở phía sau này. Phòng ngủ bên đây cũng có đường vô vệ sinh mà phòng ngủ bên kia cũng có đường vô vệ sinh. Đây, thông ra như thế này luôn. Rất là hay. Đây, thông vào cái phòng kia bằng một cái cửa khác. Rất ok luôn, hai phòng ngủ, hai vệ sinh và ban công đúc. Các cái cửa đều có cái hệ thống cửa ngăn lại hết. Và ngay chứa nghỉ cầu thang còn có một cái khu vực để mà phơi đồ hoặc là làm bà bàn học. Và trước ban công kín đáo, có thể trồng cây, phơi đồ, làm các cái việc khác rất là ok. Tại lầu 3 cũng vẫn là cầu thang đúc tay vịn sắt. Thì chúng ta cũng có cái bố trí gần tương tự, hai phòng ngủ, khu chiếu nghỉ để làm bàn học và vệ sinh. Nhưng tại đây thì cái phòng ngủ trên ở đằng sau thì còn hơi nhỏ một xíu cho một cái căn nhà 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh, tùy nghi quý khách sử dụng. Ở đây thì có một cái phòng ngủ lớn cho gia chủ, được gọi là phòng ngủ master của căn nhà, có cả tủ, giường, bàn ghế và cửa sổ. Ban công rất là rộng luôn. Ban công rộng và có thêm cái hồ cá ở trên ban công của cái tầng 3 lầu 2 luôn. Rất là ok. 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh cho một căn nhà. Hiện đăng chủ đang vừa báo là sẽ là cho thuê 10 triệu, còn thương lượng cho cái khách, tùy khách. Chúng ta ở đông người thì khác, hoặc ở gia đình thì sẽ khác nha quý vị. Và tùy điều khoản thanh toán nữa. Hiện tại thì đang là cầm 1 tháng cộng thanh toán đầu kỳ. Nhà được cái là ngay khu ngã năm, tiện đi về các cái quận trên. Và nếu anh chị em ở đông người thì sẽ rất là thuận lợi. Quý vị hãy alo cho hotline trên màn hình 0906943839 đi xem nhà. Hoặc là đừng quên đăng ký kênh YouTube và TikTok Nhà Đất Đoàn Vương với các cái số điện thoại trên. Hoặc là quý vị gõ từ khóa của cái trang fanpage đăng nhà liên tục tại Gò Vấp. Đó là cho thuê nhà Gò Vấp. Và các bạn Zalo đăng bài liên tục 0911081539 để mà xem liên tục các cái căn nhà cho thuê tại Gò Vấp quý vị nha. Thân ái chào tạm biệt.